Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Hoa hậu Hồ Hèn Dê bất ngờ được fan quốc tế năn nỉ dự thi Miss Grand International. Góp mặt tại sự kiện công bố Khánh Vân chính thức trở thành đại diện Việt Nam, bên cạnh dàn mỹ nhân xúng xính váy áo với những bộ trang phục dạ hội lộng lẫy, Hồ Hèn Dê cứ thầm chơi nổi trội khi diện trên mình thiết kế với hai tông màu xanh và hồng neon cực kỳ bắt mắt. Sau hơn 2 năm lập nên kỳ tích top 5 Miss Universe 2018, Hồ Hèn Dê chưa bao giờ làm khán giả thất vọng mỗi lúc cô xuất hiện. Hiểu rõ lợi thế của bản thân chính là làn da nâu bóng tròn cùng body chuẩn từng centimet không chút mỡ thừa. Sau quá trình tập luyện cực lực trong phòng gym, chỉ số hiện tại của cô lần lượt là 84, 59, 94 và cân nặng là 55,5kg. Sự xuất hiện của người đẹp ED ngay lập tức trở thành một thỏi nam châm với sức hút mãnh liệt khiến ống kính không thể rời mắt. Không hổ danh là người đẹp biển Miss Universe Việt Nam, Hồ Hèn Dê chia sẻ rằng dù có xuất hiện ở sự kiện nào đi chăng nữa, yếu tố thoải mái vẫn là tiêu chí hàng đầu trong việc lựa chọn trang phục. Khi những bức hình của nàng lọ lem châu Á được đăng tải, hàng ngàn bình luận với những mỹ từ đầy tính tích cực được dành tặng cho Hèn. Không chỉ với fan Việt mà rất nhiều bạn bè quốc tế đã phải thốt lên rằng hãy đến với cuộc thi Hoa hậu Hòa bình quốc tế, làm ơn hãy dự thi Miss Grand International. Mặc dù những hình ảnh này ngoài việc xuất phát từ tình cảm của người hâm mộ, còn cho thấy sắc vóc của Hồ Hèn Dê không kém cạnh bất kỳ một nữ hoàng sắc đẹp nào trong thời đại mới. Tuy nhiên cũng giống như những quốc gia khác, đại diện Việt Nam vẫn luôn có những đơn vị nắm bản quyền khác nhau đứng ra đề cử thí sinh. Được biết sau nhiều năm cần thời gian để cân bằng cảm xúc quay trở lại với vai trò thành viên ban giám khảo, Hồ Hèn Dê phát biểu, ngồi vào hàng ghế giám khảo, ngoài việc chấm các bạn thí sinh ra, Hèn sẽ là người truyền năng lượng tích cực và sẻ chia, lắng nghe những tâm tư của các bạn. Vì hơn hết, Hèn từng ở vị trí của các bạn những năm về trước. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.